Thưa cậu, hôm nay chúng ta đi chùa trong nhân thờ của giáo xứ để thực hành lễ hôn phối cho anh Phê-rô Nguyễn Văn Hưng, con ông Phê-rô Nguyễn Văn Huệ và bà cụ Maria Trần Thị Ngọc của giáo họ Trạch Cày, giáo xứ Kỳ Anh, kết hôn với chị Marta Nguyễn Thị Hiến, con ông Doan Nguyễn Văn Tưởng và bà Maria Nguyễn Thị Quyên thuộc giáo họ Mỹ Hoa, giáo xứ Xuân Sơn, giáo phận Hà Tĩnh, hiện diện trong nhà chùa, nhà có đôi uyên ương, rồi bố mẹ ông bà họ hàng hai bên và bạn hữu Mỹ Sơ và Thủy Cộng Đoàn chúng ta. Chúng ta nổ một tràng pháo tay để chào mừng nhé. Kính thưa Cộng Đoàn, cưới, lễ cưới đó là một cử hành phụng vụ, một công việc hết sức là quan trọng của một đời người. Chỉ trong buổi tối hôm nay, những giây phút linh thiêng này, hai người sẽ trở thành vợ chồng thật của nhau trước mặt Chúa. Đây là một phép lạ. Anh chị trân quý cái giờ này và bố mẹ họ hàng hai bên cộng đoàn chúng ta đến đây để chung lời tạ ơn Chúa đã xét duyên cho anh chị và cầu xin Chúa từ trên cao chúc lành và ban những đặc sự của những vị hôn nhân để kết hợp và giúp anh chị sống đời gia đình cho thật tốt, cho thật hạnh phúc. Tất cả chúng ta cố gắng hy sinh để sụt sáng để dâng thánh lễ cầu nguyện nhiều cho anh chị. Để trong tâm tình đó chúng ta đứng dậy để bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị chúng con anh Phêrô Nguyễn Văn Hưng và chị Marta Nguyễn Thị Hiến trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đường tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay. Rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản vác nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ván phúc lành và làm cho cả tôi thời Chúa sắp kỷ hôn với nhau đây được mạnh mạnh nên một. Oh.
Thank you.
vì Đức Kitô là con tìm hài lòng chúng mình. Xin Thiên Chúa là một kiên nhẫn và an ủi, ban cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Kitô Giêsu, để anh em một lòng đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì thế anh em hãy đồng nghiệp nhau với Đức Kitô đã đồng nghiệp anh em để làm vinh danh Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là một hy vọng ban cho anh em chất chứa niềm vui và bình an trong lòng tin, để anh em cảm thấy hy vọng nhờ quyền năng của Chúa thành thần. Đó là lời Chúa. Thân mến, anh Doan tông đồ đã nói
Thiên Chúa là tình yêu. Ngài chính là nguồn gốc của tình yêu, là tình yêu sung mãn. Ngài đã yêu chúng ta vì tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ có một người mà chúng ta được sống. Ngài còn ban cho chúng ta tình yêu ấy để chúng ta yêu Ngài, và chúng ta cùng dùng tình yêu ấy để yêu thương nhau như Ngài đã dạy. Đây là điều răn của Thầy: chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Nhờ lại được tình yêu Chúa ban mà chúng ta biết yêu thương nhau. Chúa bảo chúng ta phải yêu thương mọi người như chính mình, nhưng Ngài cũng cho phép chúng ta được yêu thương một người hơn cả người khác. Đó là tình yêu lứa đôi. Tình yêu nam nữ được nảy nở một cách rất tự nhiên vì nó có sự thu hút từ hai phía. Chính tình yêu ấy đã làm nên hôn nhân. Nền tảng của hôn nhân là tình yêu. Chính vì thế mà ông Alphonse Kahn đã nói: hôn nhân không tình yêu là một ngày thiếu rạng đông. Thứ hai, tương quan tình yêu và hoa hồng. Khi nói tới tình yêu, người ta hay nói tới hoa hồng vì người ta cho rằng hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu. Ngày Valentine, người thanh niên nào cũng phải cố kiếm cho mình được một bông hoa hồng để tặng người yêu. Ý nghĩa của các loài hoa, người ta cho rằng một màu hoa đều có một tiếng nói riêng mà người ta muốn tặng cho nó. Chúng ta có thể đưa ra đây mấy thứ hoa thông dụng để nói về ý nghĩa của nó: hoa thực dược, biết ơn; hoa lấy ơn, hò hẹn; hoa huệ, trong trắng; hoa trinh nữ, kín đáo; hoa mai và forget me not, đừng quên nhé; hoa mộc đơn, chia buồn; hoa hướng dương, trung thành; hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. Ý nghĩa của hoa hồng: chưa có thứ hoa nào giàu màu sắc bằng hoa hồng. Gọi là hồng mà thực sự không phải chỉ có màu hồng mà còn có màu trắng, vàng, đỏ, xanh. Màu sắc là phong phú, hương thơm còn đáng yêu, đáng điều, quý phái. Phải chăng hoa hồng đã được gọi là nữ hoàng các loài hoa? Người ta luôn quan niệm rằng cây hồng bao giờ cũng phải có gai, có hoa và có mùi hương thơm. Cây hồng càng có nhiều gai thì hoa càng đẹp. Ví dụ hoa hồng Baccarat, hoa hồng BB. Có lúc người ta gặp một cây hồng không có gai, nhưng thứ này thì hoa hiếm và hoa không đẹp, không quý, không thơm lại máu tàn. Một bông hồng đẹp phải gồm có ba yếu tố: có gai, có hoa và có mùi thơm. Mà thi sĩ Phan Khôi đã diễn tả trong mấy vần thơ: hồng nào hồng chẳng có gai, miệt đừng là thứ hồng rài không hoa. Là hồng thì phải có hoa, không hoa chỉ có gái mà ai chơi. Ta yêu hồng lắm hồng ơi, có gái mà cũng có mùi hương thơm. Tình yêu và đau khổ. Khi hỏi một số bạn trẻ yêu là gì, một số bạn trẻ đã trả lời: yêu là hy sinh,
Yêu là chỉ trong lòng một ít, yêu là đau khổ, yêu là phục vụ, yêu là cho đi, vân vân. Tất cả đều nói lên tính chất hy sinh trong tình yêu. Hy sinh thì luôn hàm chứa đau khổ trong đó. Theo phúc âm, chữ yêu liền với chữ thật, nhưng cũng vẫn là yêu. Yêu bất chấp đau khổ và sự chết, vì tình yêu mạnh hơn sự chết. Trên đời không có con đường nào bằng phẳng cả, nhất là con đường tình yêu. Tình yêu có thử thách, gian nan, đau khổ. Mối tương quan sâu xa giữa tình yêu và đau khổ đã là đề tài muôn thuở cho thi ca và tiểu thuyết, cũng như nghệ thuật thứ bảy. Và người ta thường ví tình yêu và đau khổ cùng như hoa hồng với gai. Tình yêu nào mà chẳng có dần hờn, ghen tương và nước mắt. Mối tương quan có thể nói là biên chứng này được diệt tạm gòn chỉ trong hai từ ghép lại thành một, đó là yêu thương hay là thương yêu. Yêu thương cùng với đau thương một phần là thế. Nhà sử Trịnh Công Sơn đã diễn tả một cách sâu sắc, rất thơ mà cũng rất triết lý và tâm lý mối tương quan biện chứng giữa tình yêu và đau khổ trong câu hát của bài Tình Nhớ. Khi cơn đau chưa đầy thì tình như chùm nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông. Còn cháu chúng ta thì nói một cách rất thật thà, chất phác, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Chúng ta có thể khẳng định rằng không tình yêu nào mà lại không vướng mùi đau khổ, và không một trái tim nào mà lại không có lúc bị thương đau. Tình yêu và hy sinh. Đã nói về tương quan biện chứng giữa tình yêu và đau khổ, là có tình yêu thì có đau khổ, và đau khổ đòi hy sinh. Do đó, ta có thể nói rằng tình yêu thật luôn phải kèm hy sinh. Có một tỷ lệ thuần giữa tình yêu và hy sinh. Hy sinh càng nhiều, tình yêu càng lớn, càng sâu đậm. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người chết vì người mình yêu. Hiểu được ý nghĩa ấy, nên Pierre Lambert đã nói, nếu biết tình yêu có chân thật hay không, hãy bỏ tình yêu vào máy ép, nếu nó tiết ra chất lượng hy sinh vô vị lợi, đó là tình yêu thật. Dưới trần gian này không có sự sung sướng nào được toàn vẹn, vì trong sung sướng đã có sự đau khổ, hoặc trước hoặc sau nó. Người nông phu khi đi gieo giống trong mồ hôi nước mắt, nhưng trở về sẽ vui mừng. Hạt giống phải mục nát ra để có thể mọc lên và sinh hoa kịp trái. Đối với cô gái, ngày lên xe hoa về nhà chồng là ngày sung sướng nhất đời cô. Lúc lên xe hoa, cô khóc sụt sùi. Tại sao trong giây phút sung sướng như vậy mà cô lại khóc? Thưa là vì cô nhớ gia đình, nhớ cha mẹ và cả em. Thi sĩ Nguyễn Bính đã diễn tả lại tâm sự ấy trong mấy vần thơ như sau. Gái lớn ai không phải lấy chồng, cán gì mà khóc, nhìn đi không, nhìn đi mặc áo đã chào hò, rõ quý con tôi cả chỉ trông. Đời sống người chồng có nhiều cám go vì có sự bất đồng giữa hai người, do tính tình, ngôn ngữ, sở thích, phong tục, tập quán, giáo dục, gia đình, cha mẹ, anh em họ hàng, vân vân. Sự thiếu kinh tế cũng góp phần căng thẳng trong đời sống gia đình. Có những cuộc chia ly đau lòng cũng chỉ vì vấn đề kinh tế khó khăn. Người ta không chịu nổi cảnh nghèo khó trong gia đình nên có ăn thiếp ở cùng chàng, không ăn
thiệt tích, cớ hàn thiệt lui. Anh chị em phải thấy trước những khó khăn trong gia đình, đừng quá lạc quan, cũng đừng quá bi quan. Khó khăn tuy chất đầy, nhưng với ơn Chúa, với sự cố gắng của ta hàng ngày, chúng ta có thể vượt qua. Hãy sống cho tình yêu đôi lứa, hãy làm việc cho tình yêu vợ chồng, hãy đổi mới tình yêu như một danh nhân nói, hãy rửa tội cho tình yêu một buổi sáng và hãy quay lại nhau mỗi ngày. Nếu có tình yêu thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp, dễ dàng, thơ mộng và hấp dẫn như một anh nông dân nói với vợ mình. Lấy anh thì sủng hơn vua, anh đi xúc dầm được cua cành càng, đem về nấu nấu rang rang, chồng chán vừa húc lại càng hơn vua. Theo cộng đoàn, ai cũng muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, ai cũng muốn đạt tới hạnh phúc đó, nhưng không có thành công nào mà không được mua bằng gian nan khổ khó. Vì như ông Bông Nêu nói, chiến đấu càng gian nan, chiến thắng càng vinh quang. Hy sinh và đau khổ là cái giá mua được hạnh phúc gia đình, như trong cuốn Từ Biệt Hàn Lâm Phàm có câu: không thể làm một món trứng rán mà không đập bể quả trứng. Một khi đã yêu nhau thực tình, vợ chồng sẽ không còn thấy đau khổ nữa, vì chính tình yêu đã làm cho đau khổ trở nên êm dịu, nhẹ nhàng và vui sướng. Với ý tưởng là người yêu được hài lòng, thương em vui xả quái chừng trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay. Anh chị em, đôi bạn đã tin vào Chúa, trao phó cho Chúa mọi gánh nặng trong đời sống gia đình để Chúa chia sẻ cho. Hãy lượm lấy những bông hồng hy sinh hàng ngày dâng cho Chúa, như Thánh Nữ Teresa Hải Đồng đã làm. Vâng, con sẽ hát, con còn hát mãi, dù trong gai con vẫn hái hoa hồng. Gai càng nhọn, tiếng con hát càng trong, gai càng dài, lời ca càng thoát. Cảm ơn cộng đoàn. Bây giờ đến Bí thư Khôn Phối, xin kính mời anh chị, anh người đồng chính tiến lên trước bàn thờ Chúa để chúng ta cử hành Khôn Phối. Cộng đoàn chúng ta và theo dõi và cầu nguyện cho đôi bạn. Cả con rất thân mến, cả con cùng nhau đến nhà thờ để bị nguồn kết thúc của cả con được Chúa củng cố bằng một ân dấu linh thánh trước mặt thưa tạ viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phong phú của cả con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho cả con thêm phong phú và vững mạnh, giúp cả con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm cả của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thành hiện cả con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi cả con về ý định của cả con. Anh Phêrô biệt Thắng Hưng và chị Mátta biệt Thị Hiến, cả con đến đây để kết hôn với nhau, cả con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Cả con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Ý chọn đời sống hôn nhân, cả con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau? Thưa có. Thưa có. Cả con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì cả con đã quyết định thiết lập một giáo hội hôn nhân thánh thiện, cả con hãy nắm tay nhau và nói đến sự ưng thuận của cả con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh
là Phêrô Nguyễn Văn Hưng, nhận em Mát-ta Nguyễn Thị Yến làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Mát-ta Nguyễn Thị Yến, nhận anh Phêrô Nguyễn Văn Hưng làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời anh. Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob đã kết hợp hai người nam nữ đầu tiên trong vườn địa đàng. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài chuẩn ý và ban phúc lành cho sự ứng thuận cả con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà cả con xa trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Mát-ta Nguyễn Thị Yến xin em nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dấu
sống tương lai còn nhiều gian nan thử thách. Sau nữa, xin Chúa ban hạnh phúc được rời cho các tín hữu đã qua đời. Kiến không gì con thấy gây sầu muôn cho những người Chúa.
cho các con đến mà thôi.
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, phiền này là chén máu thầy, máu giao ơn mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Thank you.
đóng dấu với hôn nhân, Chúa bao trêu ý lý của Đức Kitô và hôn thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa kết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất, đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lần bằng ăn tại hồng thủy tây đi. Xin thương nhìn đến các đôi tươi Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đã cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin tôn tuân đồ Chúa thánh thần xuống trên ca tôi tới Chúa để nhờ có tình yêu Chúa chân hòa trong tâm hồn ca tôi tới Chúa được về lòng chung thủy với nhau trong giao hội hôn nhân. Xin trong đường tỷ Chúa và mắt ta được ơn biết trong yêu thương thuần hòa luôn nói cơn ca thánh nữ được ta giữ trong thân kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin thương vô vị nhìn nhân nàng biết kính trong nàng cái xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương hồn thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa cho các tôi tới Chúa được kiên trì gắn
Lạy Chúa, được thân dư bản thiện của Chúa, chúng con lại xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng những kinh hôn phôi, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin được khắc ghi công ơn trời thiện, ơn
dựng dục những hy sinh âm thầm đêm ngày của cha mẹ và coi đó như một động lực để chúng con sống thật hạnh phúc và bình an. Sau ngày hôm nay, chúng con sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng chúng con vẫn xin được ở lại trong tình yêu lớn của gia đình nội ngoại. Để đến được khó khăn thử thách, chúng con vẫn có một niềm tựa vững vàng là những người cha, người mẹ của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa và nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh cả Giuse vươn tràn muôn ân phúc xuống trên cha quản sứ Giuse, quý sư, cha mẹ hai bên, quý thân tộc, quý quan khách và bạn hữu gần cùng cộng đoàn thực hiện nơi đây để thể hiện tâm tình tri ân và lòng hiếu kỳ. Chúng con xin được gửi đến cha quản sứ Giuse và hoa tươi thắm tượng trưng cho tình yêu và tấm lòng của chúng con. Một lần nữa, hai chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ. Xin chúc mừng và cảm ơn, xin được cảm ơn.